chào tất cả các bạn nha. Rồi, chào cả nhà cái Tâm ơi. Chào cả nhà luôn. Rồi, lời đầu tiên cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút like, nút đăng ký, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Bữa nay anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn nha cả nhà. Đi thăm cái cử trước thì được 7 con mà chết hết 3 con, còn 4 con. Hy vọng cử này sẽ dính từ bằng đến nhiều hơn nha cả nhà. Hôm qua đi giao lưu với kênh bãi gắn Cần Thơ của anh bạn đó thì cỡ này mấy tháng này gắn nó chưa đi ăn không nên là cũng thất thu cả nhà, cũng có mà ít, nhưng mà bên ảnh thì có gắn hữu hành, bên mình ít lắm. Bên mình bị đặt lợp quá trời nhiều nên là cũng hạn chế. Thì cái nào có dính mình bấm máy ghi lại khoảnh khắc khi dính bẫy cho cả nhà trải nghiệm nha. Xem video để giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi nha. Nãy giờ đi cỡ 20-30 tay vậy hả? Không dính. Mấy tay rồi đó. Cánh đồng lúa bát ngát không cả nhà. Trời này mát mẻ quá. Rồi sạc cả hai hén. Trời mát mẻ. Con nè cái nè. Con hổ còn sống không? Còn sống. Còn sống rồi này. Con con hổ hổ nón nè. Nón đẹp lên đi. Chị nữ thời săn bất kêu là con hổ nắp. Con hổ nón. Ồ, con này trên nửa ký à. Con này cỡ 700-800 gram mấy bạn ơi. Ồ, nó vàng gần ra nó luôn. Quắn cái tay này hổm gầy thăm cái luồng này nữa là đâu luồng thứ 7 gì vậy? 7 thứ 8 gì? 7 luồng mình nghĩ mình 7 là mới có 14 ngày à. Còn có cức là có tiền nha cả nhà. Còn anh bẫy gắn anh neo bằng cả năm đó. Chứ đừng nói con này mình neo vậy mà mình chạy rồi. Mình phải cắt mặt lưới nha cả nhà. Trời ơi, trời ơi, bẹt bẹt rồi mấy bạn ơi. Chạy đi, có tiền ơi, coi chừng chạy ra nó ra mất. Quá chạy quắn rồi mấy bạn ơi. Cắt chặt banh tài lưới này luôn. Đây, miếng tài lưới nào dính đi, cho banh luôn. Ngược trở lại được cái tâm. Ngược lại lúc kia, lúc này hắn phải chạy ra. Này gắn bị chày là mình căng cho chủ quá bà chê nha cả nhà. Cho lái đồ chê nên là cắt bỏ ít rồi gỡ lại. Này là anh em mình đi thăm bẫy là cái gì khoai nương ngưng đó, để ngồi nó chạy là bà chê con ấy là nặng quá bà không mua luôn. Ăn thì ăn hoài, ăn riết đâu nổi nha bạn. Tại là thôi vô mùa gắn là lừ chạy xước. Nay mát trời quá cả nhà, con này nó quấn quá quấn rồi bạn ơi. Lâu quá.
giác dính cây nãy giờ đi hết mệt đó cả nhà. Nãy giờ lội mệt quá, tự nhiên thấy dính cây khỏe cho người lại liền. Mát mẻ này anh em mình đi thăm gắn cũng khỏe. Nghe tưởng mắc mưa luôn các bạn. Sớm đi trời đang nắng tưởng không mưa, không ngọt chỉ mưa, sợ mắc mưa. Nên qua hai. Bạn thông cảm nha, tại lứ xử lý thì lâu hơn lợp rồi. Lợp thì như ngày hôm qua, ngày mình bắt thử đó nhanh nha các bạn. Còn và anh em mình nó trải nghiệm bắt lọt thử. Đây, vàng vàng ướm. Quá trời vàng luôn cả nhà. Rồi, em mình bỏ vô túi nha cả nhà. Đó, con đầu tiên. Tiên nhát cả nhà. Bà chị nữ thợ săn là nãy giờ bà hổ nách mày rồi. Rồi bỏ máy vô đi. Tạm ngưng cái đi các bạn. Rồi. Mình tạm ngưng máy mưa tới các bạn ơi. Đến bẫy tiếp theo cả nhà. Quá mưa cả nhà ơi, đi vậy nè. Quên đem đang mưa mình lụm cái bao mình mặc. Đang nắng mà tự nhiên cái mưa thằng rồi nghe mình đi đâu làm hại đâu đem mưa. Dạ, cái nắng mặt luôn. Có mặt các bạn ơi. Hả? Trong ngày tại nó cũng nữa rồi. Ủa, nặng con hả? Con hai được con. Được rồi, hai con nặng con hả? Một con này giống con được rồi, nằm ngoài quá ta. Ừ, nằm một đống cũng đâu hai con không chứ một con nè. Để đây đi, để là. Một con nữa nghe cả nhà. Nghe gấp được rồi luôn á các bạn. Nghe cái thế được rồi. Quá mưa. Lấy chuối chè máy là để mưa. Chè không thấy đường quay chứ. Em mình tưởng hai con không à, nằm đông hả, tự đây tưởng đâu hai con không à, chút trên xuống dưới tưởng hai con, chỗ này con này nữa là con thứ tư nha cả nhà, đâu thứ tư, hai con lãi được trước nhưng con ấy đó, con không hướng nữa, ừ đúng rồi, con thứ tư rồi đó, bốn con, đây không bốn con rồi, đá chơi thế này chỗ này quá ngon, ngoài tay kia nó không chịu dính chưa, chỗ này ấm thiệt chứ. Đó phức tề hết ấy ha. Chạy đây luôn đi khỏi đem lên. Hậu nón luôn đi. Đó. Nhìn cái quăng gì nữa. Quăng đỡ dữ vậy. Đó may gắn có trứng hùng. Cái dĩa đó ta. Nó đó. Nó sờ mỹ chứ nữa. Nó đưa đường lên nữa. Cũng có hộ hành lại chứ. Hộ hành dính rồi, tại lưới này bữa nay em chặn kỹ nè, nó đâu chưa ấy gì mà. Nó dính viền không bung lên luôn ha. Dăng kỹ nè, này dăng kỹ nè. Dăng kỹ nó xuống mấy con hại nại hoài. Ghét. Chỗ mấy thế lên mới được. Mới thấy đường chắc. Chỗ mấy thế này quá đã. Rồi nhà mình nghiên cứu rồi gỡ ra cho người ta lưới đỡ bị hư nha cả nhà. Quá trời quấn rồi. Quán mà gỡ gà muốn được cắt lưới quá. Mà lưới nó rẻ tiền các bạn, chứ tay mà dính con bỏ con tay dính con bỏ con tay hào lắm. Tự nghĩ ra cái phải cắt gì đó, cắt lặn lặn nó ra nha, để hôi chày là lái nó không mua, nó chê mua rẻ. Còn anh em mình ăn hoài ăn nhất ăn lỗ nổi các bạn. Mỗi chết mình đem về không mình ăn hết còn chạy.
Ấy ngược trở lại đi con. Đang mưa quá cái này. Mưa xài cho đấy mà là được. Vuốt này mình gỡ này là phải kỹ này, vuốt kịch là găng dưới này. Đó mới bị dướng chảy máu rồi mình vuốt vuốt ra nè. Găng nó hả ra đó mình tự vuốt tự xước vô cho nó không cắn. Nhất là không ngựa đây mấy bạn ơi. Rồi được hai em nha các bạn. Rồi em thứ hai ê đụt à dướng cây. Rồi mở túi ra bỏ vô em thứ hai luôn đấy, thôi cả nhà không tin bạn vô trung tâm ơi. Rồi con đầu tiên nghe cả nhà, cái túi này mấy người ăn biết đem gì không, đem tính đâm gắn mối nè. Mà sẽ như trời mưa dính con gắn mối một à, bắt không có được. Rồi con này là con hồi nãy, con nãy con ngựa nãy, đây thêm con lãi nữa nha, người ta hay còn gọi là gắn hổ mây nha cả nhà. Hai loại gắn này là gắn không độc nha cả nhà. Bữa nay thấy có thu nhập rồi đó nha cả nhà. Tìm rồi đó, thấy nhị thiên đường rồi đó ha. Chưa hết đường lưới nữa các bạn. Đợt rồi nó đẩy mình tới 7 bát các bạn. Đợt rồi lâu lâu nó đẩy tới 7 bát nữa. Này có gắn đi lê ra là mà tại mình đây xứ mình đây gắn hữu hành ít các bạn ơi, bị đặt lọc ở trời đó. Để bữa mình kiếm luôn gắn thêm vài luôn nữa là bữa đi bữa nào cũng có nhiệm cho nó các bạn. Này gắn chưa có đủ hết lưới một. Ngày mai mình đi xem cái chuyện gì vậy. Rồi nghe mình sửa lưới gắn lại nha cả nhà. Tạm dừng tại đây nha. Chết hả? Chết, trời nắng quá chịu nổi. Em mình nó chết rồi. Còn ăn được không? Ơi con cứng ngắt mà. Ngắt ngắt mà còn được. Còn được. Mới chết hả? Ôi ơi. Ủng, nó tiếc bự. Chết rồi nha các bạn. Hôm qua nắng quá bạn, nó xiết quá khát nước. Cái tay này được rồi là nó bung cái đài lên luôn á. Cái ủa mấy cây dằn diện luôn nha mấy bạn. Cái này dính mà nó nắng quá chịu nổi ha. Chứ lúa ra còn ăn được nha cả nhà, nó còn cứng ngắc à. Nó dính ngay cái bữa mình đi thăm luôn đó, buổi chiều lại. Rồi con này về thì nữa anh em mình xử nó thôi. Có mồi. Có mồi bén các bạn ơi. Thôi kệ, có dính là vui rồi các bạn ơi. Con này con thứ ba nha cả nhà. Rồi em mình sửa lưới nó dần lại. Giờ mình nghiên cứu con này coi. Ừ, cái sợi dầu tủa. Rửa nó cái đi. Cái cho chắc ăn cả nhà để ngồi sợi dội tủa nó mau xình. Mà con này mới chết hả? Con cứ ngắt hả? Còn được. Này nghe mấy bạn, con thứ ba nha. Rồi con thứ ba. Rồi mình khép lại. Rồi vô gió luôn. Lỗi về cho mình hả luôn. Rồi vô gió luôn đi. Rồi anh em mình tiếp tục cuộc hành trình. Đi thăm bẫy thôi. Anh em mình tiếp tục nha. Kìa. Mình sống không hay sao nằm bên ghe hả? Có không? Chết hay gì à? Chết hả? Thằng ơi ủng rồi, thằng ơi chết. Ủa rồi.
Mới chát luôn ha. Mới chết hay gì còn dáng nhỏ quá Tâm. Mới chết. Gắn này có trứng nha các bạn. Mùa này là gắn gắn nó dù hàng với có trứng không đó nha các bạn. Ủng bạn ơi. Coi coi cái đầu nó còn ngoan ngoan Tâm chứ thấy nó còn dáng nhẹo hả? Dáng nhẹo chứ đầu không nghe nó đâu. Chết. Ứ đây nè. Thở không nổi. Rồi đi quanh kia nhổ đi. Để đây em thở luôn được không? Nó sát đây. Ờ cũng đi. Sát gấp luôn. Để tính mở cái cân dạch chứ đó cái đầu nó không còn khuất nữa không? Nó chống chỗ này nữa người ta đi người ta gặp nó. Quá trời nãy quắn mấy bạn ơi, để mình xử lý nữa các bạn ơi. Ờ để quắn mình xử lý. Quắn tới chết rồi. Biết rắn nó bự rồi, cái này nắng đi mạnh mưa nắng lại mấy bạn hổ hành thì giờ nó mất tích luôn rồi mấy bạn ơi, bị bắt hết hay gì dính tàn là rắn hổ ngựa rắn lãi không. Chỗ này là tự tin luôn đó, chỗ này cái gốc này nó khả năng hổ ngựa 99% được rồi, bắt một con hả? Ừ, chỗ này được rồi, dính con bự bự hơn con này một chút nha cả nhà, 700-800 gram vậy. Vậy chứ con này giờ không thua đó con được rồi, tại nó chết. Nó không phải chết, nó nặng vì chùm trứng đó đó. Ừ. Này con cá hả? Cá. Rắn này theo mình đoán 800-900 gram này bạn. Con đợt rồi nó là hình như 800 hay chứ. Mà con này nhìn cái đầu nó nhỏ chứ xuống lúc mịn bự. Ừ. Đây nó có trứng. Không được trời, nó cắn hơn dữ vậy. Cắn vừa ăn nữa đó. Vì hơn chế nó tay, nó tay. Như cái mang bên đó kìa, cắt uống hả? Dạ không. Cận cảnh này bạn coi nè, nó dính nó cắn vậy nè. Vậy đi sao sống nữa. Ôi ơi, nó ngoài vô, bây giờ sống nữa. Ngoài dữ, ngoài. Muôn con. Để cái đầu gì là sống rồi. Ừ, nó lú gan khúc rồi đâu chết đâu. Ừ, ba lơm. Nó nung nó ngoài rồi xong nó đưa cái đuôi xuống cua cắn cái đuôi luôn, đưa đuôi xuống mương. Trời nắng rắn dễ chết. Mấy con rắn cái bữa mình đi thăm buổi sáng phải không, buổi chiều dính là bắt đầu là tới bữa nay là con sóc con chết không đều, còn như chuyện qua dính như sáng qua dính một mai còn rớt được thở không được, nó phì luôn này ha, thở không nổi. Quá trời tinh mướn mình nhiều nên không cắt được, không bạn cắt ủng tơ lứ còn văng được. Các con mặt một hàng này vuốt chịu khó vuốt ra được. Thì cái này vuốt khó. Con thứ tư nha cả nhà, bữa nay gì là trứng rồi. Lùn này hổng gà mình thăm chỉ 3 con thôi nha mấy bạn, là giới hạn cao rồi đó. Bữa nay mình thăm được 4 con. Làm như đi lên anh Bảy gắn Cần Thơ, Cần Thơ đó, rồi lên trên anh truyền bùa về hay gì đó bạn. Dính. Này, chắc hết bữa mình phải xuống lưới thêm nữa nó chịu dính nè. Này nghe các bạn. Con này là cỡ 900 gram. Ừ. Ôi ôi nặng. Để cậu bụng trứng đó. Ừ. Ôi ôi có chữa bụng bành kia luôn các bạn ơi. Có trứng. Hết biết rồi. Ê nó bị con cắn nghe đuôi luôn đó Tâm. Cua đó. À nó hồng đuôi với hả. Xuống dưới nước cua cắn nó kẹt. Ôi ôi nặng nữa các bạn ơi. Ờ, con thứ tư nha. Đó, một chú. Đây cái túi này nãy hai chú nè. Đó. Đây chú ngắn lại nãy nè. Đó. Một chú, hai chú. Trong đây hai chú là bốn chú. Trời ơi lùng bảy đằng này quá ngon các bạn ơi. Rồi, em mình giăng lại nha. Rồi mình có 7 nồi chín nữa mình thăm rồi mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Xin chào tất cả các bạn nha, nãy giờ còn mấy cái mà không dính nữa, anh em mình về tới nhà nha các bạn. Thì cho anh em mình xin kết thúc cái video này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ anh em mình có thêm động lực như tinh thần làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì thành quả hôm nay được 4 con nãy cho cả nhà xem đó. Cho anh em mình xin kết thúc clip này nha. Rồi chào cả nhà luôn. Chào cả nhà nha.
Rồi, chào cả nhà, hẹn cả nhà cái clip sau nha.